Xin chào thầy cô và các bạn, em tên là Bùi Nguyễn Phương, học sinh lớp 4 năm trường tiểu học Tân Quy, quận 7. Có ai đó đã nói rằng bởi cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu mở ra trước mắt chúng ta những chân trời trí thức, và em đã được đọc qua rất nhiều câu chuyện, nào là sách khoa học, sách nuôi dưỡng tâm hồn và các mẫu truyện cổ tích. Nhưng em ấn tượng nhất là quyển sách mang tên là Một Người Trung Thực. Em thích nhất là quyển sách mang tên là Một Người Trung Thực vì nó rất hay và rất ý nghĩa. Và em thích câu chuyện ở trong đó nhất là câu chuyện mang tên Không Được Nói Dối Lừa Người. Vì em học được rằng đừng lấy sự khôn vặt của mình ra để lừa người khác, bởi ác sẽ có ngày bị phát hiện. Khi ấy, tiếng tâm của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bất luận khi nào và ở đâu, chúng ta cũng cần phải là một người trung thực, vì trung thực quan trọng hơn thông minh rất nhiều. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn hãy đọc thử quyển sách này nhé. Cảm ơn các bạn và thầy cô đã lắng nghe.